Rồi, thôi mình bắt đầu. À, chào cả nhà, cà phê hồi sức. Thì à, để tiếp nối cái chương trình à, chạy tiếp sức thì à, ngày hôm nay à, tôi sẽ nói cái phần là cấu tạo tổng quát của một cái máy thở. À, cũng sẵn đó sẽ nói luôn à, một số yêu cầu của cái máy thở mà khi mà chúng ta lắp ráp cho một bệnh nhân à, cần thở máy mà trong mùa dịch. À, nhất là bệnh nhân mà đã bị nhiễm covid 19 chín thì chúng ta sẽ phải chú ý tới những cái à, vấn đề gì? thì à, đầu tiên các bạn xem đây là một cái mô hình à, đơn giản nhất của một cái máy thở thì à, ở giữa đây là cái thân máy thở. Ha. thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói gì ở phía trong này hết. Rồi chúng ta sẽ dành một cái buổi khác à, đầy đủ thời gian hơn để chúng ta nói là um, máy thở nó gồm có những cái chức năng những cái cài đặt như thế nào à, ngày hôm nay thì uh, tập trung vô mình sẽ nói uh, hai chuyện một là cái phần gọi là cung cấp uh, năng lượng cho máy thở cái phần cung cấp năng lượng thì chúng ta bao gồm có hai phần đó là chúng ta cung cấp khí và chúng ta sẽ cung cấp cái uh, điện cho cho máy thở nha rồi cái phần thứ hai là chúng ta sẽ nói về cái phần toàn bộ cái hệ thống gọi là cái bộ dây của máy thở. Thì tại à, tiếng Việt Nam mình nó quen là gọi là bộ dây rồi, thật ra thì nó là những cái hệ thống ống. Thì à, trên hệ thống này à, mình sẽ nói kỹ tới những cái à, hệ thống à, làm ẩm, rồi à, những cái hệ thống lọc vân dân Thì à, đầu tiên thì à, tôi sẽ nói về hệ thống cung cấp điện. Thì à, nhìn chung á, thì à, Hiện tại các máy thở của chúng ta đó thì đều sử dụng điện à gọi là điện xây chiều đó ha. À, ở Việt Nam mình bây giờ thì chỉ có một cái à, hệ thống điện xây chiều duy nhất là 220V thôi. À, tuy nhiên thì cũng giống như tất cả các cái máy mà mình gọi là life support thì à, máy thở nó luôn luôn nó có một cái nguồn gọi là pin sạc. À, thật ra thì đó là một cái à, thiết bị nó cũng giống như một cái quy khô ở trong máy thở đó thì à, khi mà chúng ta à, bình thường chúng ta cấm điện để sử dụng máy thở thì à, tự động cái hệ thống này sẽ được sạc à, vô trong cái pin sạc đó và khi mà chúng ta bị ngưng cung cấp điện đó thí dụ như chả chẳng hạn như là bị cúp điện thì à, máy thở sẽ lấy cái nguồn điện đó để mà cho cái hoạt động của máy thì ít nhất là nó cũng có thể hoạt động được trong thời gian á là trung bình khoảng chừng 30 phút mà có một số máy thì khoảng một giờ đó là tôi nói cái máy icu đó còn những cái máy mà đặc biệt là dùng để gọi là máy thở di động dùng để chuyển viện đó thì cái thời gian mà cái bình ở trong cái máy thở nó có thể cung cấp cho máy thở có thể dài hơn có thể từ 4 đến 6 tiếng cái đó là những cái máy thở chuyên nghiệp để chuyển viện thì các bạn cần lưu ý là trong một máy thở thì nó có nhiều cái thiết bị mà sử dụng điện nhưng khi mà bị cúp điện đó thì cái điện từ cái nguồn pin sạc này nè thì nó chỉ cung cấp cho cái bộ phận điện tử cái màn hình và cái bộ phận gọi là điều khiển nhịp thở đó là hai cái phần mà được, được ưu tiên để cung cấp điện như vậy thì à, khi mà chúng ta bị cúp điện thì cái à, những thiết bị khác như là máy nén khí tức là người ta gọi là air compressor đó à, hoặc là cái hệ thống bình làm ẩm ẩm mà dùng nhiệt thì nó sẽ bị cúp điện. Nếu mà chúng ta không có cung cấp điện thì hai cái bộ phận đó sẽ không có điện để mà hoạt động. Như vậy thì trong cái mùa dịch thì chúng ta cần chú ý gì cho cái hệ thống mà à, cung cấp điện? À, ít nhất là một cái máy thở ICU như vậy thì chúng ta biết rồi. thì nó cũng có thể dùng điện xây chiều, cũng có thể dùng pin sạc. À, tuy nhiên thì có một số cái thiết bị mà chúng ta cần phải để ý đó, là những bệnh nhân À, thì nó có thể là đưa đi à, vận chuyển ở trong bệnh viện để làm một số à, xét nghiệm cao cấp à, chẳng hạn chúng ta đưa bệnh nhân đi chụp ct chúng ta đưa, đưa bệnh nhân đi chụp mri chẳng hạn thì chúng ta cần phải có một cái hệ thống pin sạc mà ít nhất là cái một cái cuộc mà đi chụp xong rồi đi quay trở về khoa cũ đó thì cũng tốn khoảng chừng 30 phút là, hoặc là chúng ta vận chuyển nội viện tức là à, chúng ta vận chuyển một bệnh nhân À, chẳng hạn như à, một cái siêu hấp gì đó mà đang thở máy, tình cờ chúng ta lại phát hiện ra cái bệnh nhân này là một bệnh nhân à, covid 19, chúng ta phải chuyển vô cái khu cách ly, thì chúng ta sẽ đi di chuyển bằng cái máy thở đó, thì cái máy thở đó cũng à, phải có nguồn pin sạc ít nhất là ba chục phút. Đồng thời á thì chúng ta phải cũng phải chuẩn bị một cái máy thở sẵn sàng à, để chuyển viện. thì à, tùy theo cái nơi mà chúng ta muốn chuyển đến nó xa hay nó gần cái bệnh viện của chúng ta. Ví dụ như một bệnh viện ở dưới tỉnh cách thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn như 200 km, chúng ta cần phải 5 tiếng đồng hồ để mà đi thì cái thời gian mà vận chuyển vậy thì trung bình cũng phải là 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Do đó chúng ta phải có những cái máy thở mà di động đó để mà có thể vận chuyển bệnh nhân trong khoảng thời gian đó. Vì đó là các bạn lưu ý một số cái tính chất về cung cấp điện cho máy thở ha. Về cái phần cung cấp khí á, thì nhìn chung À, các cái loại máy thở mà chúng ta hiện tại đang sử dụng trên à, các cái khoa lâm sàng của các bệnh viện đó thì nó sẽ chia làm hai loại à, một loại là chúng ta chỉ cần cung cấp cái nguồn oxy vô thôi thì máy thở có khả năng hoạt động được bình thường là bởi vì ở phía trong máy thở đó chúng ta sẽ có một cái bộ phận nó tự tạo ra cái khí nén mà ở đây thì tôi gọi là turbine pin à, à, thì hầu như tất cả các dòng máy thở đó thì nó cũng đều có hai cái dòng là một dòng là nó sẽ đơn giản nó có tụt pin. À, chẳng hạn như à, công ty à, sản xuất máy thở là Butean Benet chẳng hạn thì ở bệnh viện tôi thì có máy thở 760 là nó chỉ dùng oxy thôi và trong máy thở này có tụt pin. À, còn máy thở 80 chẳng hạn thì là không có, à, nó phải cần phải có hai nguồn khí. Như vậy thì à, cái nguồn máy thở mà nó cần có nguồn khí oxy không? mà nó có tự tạo ra cái khí nén bằng túc pin đó đó thì thông thường là nó là những máy thở mà đơn giản hơn ít có mốt thở cao cấp hơn nhưng nó lại phù hợp với những cái nơi mà chúng ta không có nguồn khí nén tường à, không có nguồn khí nén tường thì chúng ta có thể sử dụng được à, còn những cái máy thở mà chúng ta gọi là máy thở hiện đại đó thì nói chung là nó đều có À, cần phải hai nguồn khí vừa có khí nén vừa có oxy nén nha thì nó mới hoạt động tốt được. Chẳng hạn như um, các máy thở của market, Trager, burtan, benet, dân dân hoặc là cái máy ci uh, r 860 ở đây ở phía đằng sau lưng tôi. Thì uh, riêng uh, những cái máy thở icu đó mà nó có cả hai cần có hai nguồn khí nén và oxy đó thì nó cũng có hai kiểu, một kiểu là chúng ta sẽ sử dụng cái máy thở e đó với lại cái e mà nó tự tạo ra. Thì chúng ta gọi là e compressor nó đi kèm theo máy thở. Thì cái cái việc này đó thì chúng ta sẽ sử dụng cho những cái nơi mà cái khoa ICU đó thì không có khí nén tường, à, chỉ có oxy tường thôi hoặc là oxy bình thôi. Thì chúng ta phải cần có một cái nguồn khí nén thì ở đây các anh chị thấy đây là cái máy nén khí à, của cái máy r860 nó nằm ở phía đằng sau máy đó ha thì nó sẽ lấy oxy ở không khí phòng đưa vô đây à, tạo thành một cái khí mà với áp lực nén đó là 50 psi thì nó sẽ cung cấp lên cho máy thở ha thì máy thở nó mới hoạt động được à, còn không là mình phải cắm cái à, nguồn à, cái đầu e này vô cái e tường đó, thì như vậy thì nếu giả sử mà cái khoa mà chúng ta mà có vừa oxy à, nén mà vừa có e tường luôn à, oxy tường e tường thì chúng ta không cần phải sử dụng air compressor à, ha còn những nơi nào chúng ta chỉ có một mình oxy tường thôi mà không có e tường chúng ta phải sử dụng cái air compressor ở đây à, riêng ở những bệnh viện mà hiện đại một chút á, như là bệnh viện à, à, nhi đồng à, của chúng tôi đó thì ở đầu giường của mỗi giường đó thì sẽ có một số cái lỗ mà chúng ta gọi là cái hệ thống khí tường, à, chẳng hạn như là ở đây à, các bạn nhìn xem đây là một hệ thống khí tường của một cái giường ở khoa hồi sức nội. Thông thường một cái giường mà để có bệnh nhân thở máy được thì nó phải có bốn lỗ ha. Ở đây chúng ta thấy là có hai à, lỗ oxy nha, rồi một à, lỗ e và một lỗ để hút trung tâm à, gọi là vacuum đó. Thì à, thông thường à, đối với lại cái chuẩn mà gọi là À, quốc tế về cái màu sắc của những cái lỗ đó đó thì chúng ta thấy là oxy thường được à, sơn màu trắng e thì màu đen và hút đó thì màu vàng đó. thì ở đây các anh chị thấy là một cái giường hồi sức nội thì gồm có bốn lỗ thế à, tại sao lại cần phải có hai lỗ oxy chúng ta nhớ là à, khi mà chúng ta sử dụng máy thở cho bệnh nhân đó, thì một lỗ là chúng ta đã cắm vô máy thở rồi như vậy chúng ta sẽ còn một cái lỗ để dự phòng lỗ oxy để dự phòng chúng ta sẽ cắm một cái à, lưu lượng kế vào đó, rồi chúng ta sẽ nối vào một cái bóng giúp thở để có gì trục trặc bệnh nhân thì chúng ta có thể sử dụng cái bóng đó đó để chúng ta bóp bóng bằng tay. thì cái đó gọi là lỗ oxy dự phòng. Các bệnh viện lớn của thành phố Hồ Chí Minh thì hầu hết thì đều có hai lỗ oxy các anh chị. nhưng mà những bệnh viện tương đối nhỏ đó thì thông thường nó chỉ có một lỗ oxy thôi. cho nên là cũng sẽ gây một số khó khăn không ít. À, đối với lại à, khi mà cho bệnh nhân thở máy còn riêng ở khoa hồi sức mà nó có bệnh nhân mà phẫu thuật nhất là phẫu thuật lồng ngực phẫu thuật tim rồi đó thì chúng ta để ý là ở đây nó sẽ có cái hai hệ thống hút à, hai hệ thống vai cung thì một cái là để hút liên tục ha, à, cái áp lực à, âm liên tục của màng phổi hoặc là những ống dẫn lưu rồi còn một cái là để dùng để hút đàm vì chúng ta nhớ là giường bình thường của nội khoa chỉ cần một hệ thống hút thôi còn giường của ngoại khoa là cần phải có hai hệ thống hút rồi như vậy thì à, khi mà à, tới cái mùa dịch như chẳng hạn dịch covid như thế này mà ở những cái à, nơi mà bùng phát dịch mà à, rất là nhiều đó thì các anh chị để ý đó là có khi mình sẽ không có cung cấp máy thở ở cái nơi mà chúng ta hay thường quen gọi đó là icu mà có thể là giường ICU nó không đủ để mà cho tất cả bệnh nhân thì như vậy thì chúng ta đôi khi chúng ta lại phải triển khai máy thở ở những cái nơi khác khoa ICU, à, chẳng hạn như ở bệnh viện lớn thì ngoài cái khoa ICU đó có thể thở máy thì đôi khi nó cũng phải đưa cái máy thở lên những cái khoa khác, à, chẳng hạn như đó khoa khoa thường thôi. thì bình thường ở một cái khoa thường các anh chị thì có lỗ oxy nhưng mà không có lỗ khí nén nha. như vậy thì à, thứ hai nữa là nếu mà bệnh viện lớn mà không còn có thể chứa nổi thì có thể là bệnh viện nhỏ hơn như bệnh viện huyện quận huyện đó ha hoặc là thậm chí những bệnh viện giải chiến như chúng ta thấy là chúng ta mới vừa chuẩn bị một số bệnh viện giải chiến đó thì chắc chắn là sẽ không có cái nguồn khí nén trung tâm do đó khi mà không có cái cái nguồn khí nén trung tâm đó thì bắt buộc các anh chị phải một trong hai một là các anh chị xài máy thở hiện đại thì các anh chị phải đi kèm với nó mà với một cái air compressor À, giống như cái hình hồi nãy tụi tôi đã có đưa ra hoặc là các anh chị phải chọn lựa cái loại máy thở mà nó có túc pin khí bên trong à, túc pin khí bên trong để nó tự tự tạo ra nguồn khí nén cho nó thì à, cái máy thở đó thì chúng ta gọi là máy thở túc pin à, tức là nó có túc pin khí bên trong thì à, đó là cái à, cái chuyện về cái nguồn cung cấp khí gọi là khí nén đó ha cho máy thở rồi, bây giờ à, xong cái nguồn cấp khí thì ta nói tới cái bộ dây của máy thở nha. À, đầu tiên nói về bộ dây máy thở thì chúng ta phải nói về cái kích cỡ của dây. Thì à, nếu mà các anh chị nào mà làm ở à, bệnh viện người lớn đó thì các anh chị biết là các anh chị chỉ có một cái cỡ dây duy nhất là cỡ dây người lớn thôi. À còn những cái à, khoa hồi sức mà của bệnh viện trẻ em thì à, đặc biệt À, nó lại cần phải trang bị tới 3 cái cỡ dây. À, chúng tôi gọi là cỡ sơ sinh ha, à, rồi cỡ trẻ em và cỡ người lớn. Thì à, tùy theo từng loại bộ dây thôi chứ không cần chính xác nhưng mà nói chung là những trẻ mà từ 7 kg trở xuống thì tụi tôi sẽ dùng cái loại dây sơ sinh. À, trẻ từ khoảng từ 7 cho tới 25 kg hoặc 30 kg gì đó, tụi tôi sẽ dùng cái cỡ dây trẻ em và lớn hơn 25 kg là tụi tôi, tôi sử dụng cỡ dây người lớn. À, mình à, có thể là mình nhìn cái cỡ dây thì mình à, nếu mình quen đó thì mình có thể đoán được là à, cái cỡ dây nào là của đối tượng nào. Ừ, tuy nhiên cái này cũng là chuẩn đó. Dây sơ sinh thì cái đường kính trong của nó thì nó bằng 8 mm tức là nó khoảng bằng một cái ngón tay út của mình. Yeah. Rồi ở dây trẻ em thì đường kính trong nó khoảng 15 mm tức là khoảng bằng ngón tay cái của mình còn dây người lớn thì đường kính trong là khoảng 22 mm tức là nói chung là người ta sẽ sản xuất cái cỡ nó tương ứng với lại cái 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 đối tượng như vậy thì cái cỡ dây này thì chúng ta phải chọn lựa làm sao cho nó thích hợp là bởi vì chúng ta biết là khi chúng ta chuẩn bị lắp ráp bộ dây đó cho bệnh nhân nào mà bệnh nhân đó thì cái trọng lượng bệnh nhân khoảng bao nhiêu ký là chúng ta sẽ lựa bộ dây thích hợp. Tại vì khi mà lựa đúng bộ dây đó thì khi chúng ta test máy đó thì đối với đối tượng đó thì nó sẽ có cái độ giãn nở bộ dây thích hợp. Chút xíu tôi sẽ phân tích cái độ giãn nở của bộ dây là cái gì. Thứ hai nữa là chúng ta cần quan tâm là chất liệu của bộ dây. Thì cái chất liệu bộ dây thì đây tôi xin đưa ra ba cái loại chất liệu mà nó phổ biến cái chất liệu thứ nhất là chất liệu à, gọi nôm na là dây PVC tức là dây nhựa ha là ở phía sau đây sau đây chúng ta thấy là có bộ dây nhựa đây thì à, cái bộ dây PVC này đó thật ra thì à, trong cái bộ dây này nó có những thành phần là PVC nhưng mà cũng có một số thành phần nó không phải là PVC ha, nhưng mà đại khái là dây nhựa thì dây nhựa này à, chúng ta um, sử dụng một lần duy nhất à, có nghĩa là À, khi một bệnh nhân cần thở máy chúng ta mở xé cái bộ dây ra chúng ta ráp cho bệnh nhân thì sau khi bệnh nhân thở máy xong thí à, dụ bệnh nhân cai máy được chúng ta có thể là đem cái bộ dây đó đi hủy chứ à, chúng ta không sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần thì đây là bộ dây mình à, tôi tôi hay thường gọi quen là dây uh, disposable tức là uh, hoặc là single use xây dây xài một lần ha thì uh, À, về giá thì sao ạ? À? À, thì à, hiện tại thì phải nói là rất nhiều bệnh viện thích sử dụng dây này tại vì à, nó không có cái quy trình mà chúng ta cần phải khử trùng, tức là sau khi chúng ta sử dụng xong chúng ta chỉ việc đi à, đem ra là rác thải y tế chúng ta đem đi đốt là xong. À, à, chúng ta không có một cái quy trình mà phải rửa, phải hấp, phải sấy lại, à, thì nó đơn giản hơn nhiều, à, giảm bớt công việc rất nhiều cho điều dưỡng. À, một bộ dây à, BVC hiện tại bây giờ thì tầm tầm khoảng chừng 2 đến 300.000đ, à, khoảng khoảng đó. Tức là uh, một cái đợt thở máy trung bình 5 7 ngày đó thì chúng ta thay một bộ dây thì bộ dây đó chỉ uh, khoảng cái giá đó. À, cái loại dây thứ hai mà tôi tôi xin nói đó là bộ dây nó gọi là hai treo Cái dây này đó thì uh, chúng ta nhìn vô đó thì chúng ta thấy là nó thường nó màu vàng và nó có những cái vòng xoắn nó đi theo cái dây đó nó sẵn. à, thì à, cái tính chất của dây này đó thì như thế này thứ nhất là nó có thể hấp lại được nó có thể hấp lại được tức là chúng ta đưa nó vào autoclave rồi đó thì nó có thể hấp lại được à, tuy nhiên à, nó còn có một cái tính năng à, gọi là nó, nó 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 hấp dẫn hơn để mà người ta sử dụng đó đó là cái độ đàn hồi nó tương đối nó nó nó, nó cứng tức là nó cứng có nghĩa là nó không có co giãn nhiều khi mà gặp cái áp lực cao. Thì đặc biệt ở bệnh viện Nhi đồng của tôi đó thì sẽ sử dụng cái bộ dây hai treo này nè cho cái máy thở gọi là máy thở rung tần số cao, tức là HFO đó là bởi vì cái sóng rung của của cái máy thở đó nếu mà chúng ta dùng cái bộ dây mà giãn nở nhiều đó thì nó làm mất cái tác dụng rung khi nó vô đến phổi cho nên là bộ dây phải cứng. Do đó thì có một số máy thở mà HFO mà cho trẻ sơ sinh đó, là tôi tôi sẽ sử dụng cái bộ dây hai treo này. Tuy nhiên à, đó là hai cái lợi điểm của nó, nhưng mà còn một cái khuyết điểm mà chắc có lẽ là rất là lớn đối với bộ dây hai treo này đó là nó rất là giòn và chúng ta sẽ sử dụng cái cái khoảng đời của nó khá là ngắn. ví dụ giả sử chúng ta mua một bộ dây này giá nó là 12 triệu chúng ta xài 4 lần nó ừ. hư vậy thì mỗi bệnh nhân phải gánh một cái một cái khoản tiền là bằng một phần tư cái số tiền mà mua bộ dây đó à, cho nên là à, đúng là rất là đắt tiền à, trong khi cái số tiền mà chúng ta thu gọi là thu hàng ngày của một cái trường hợp thở máy đó thì chúng ta chỉ có vài trăm ngàn thôi mà chúng ta mua bộ dây tới mấy triệu à, thì có nhiều khả năng là nếu chúng ta cứ xài bộ dây hai treo này rất là nhiều lần À, giống như là xài bộ dây chính để mà chúng ta sử dụng nó thì nó sẽ à, lỗ cái tiền thảo máy nha để các bạn biết thêm à, tuy nhiên nếu mà chúng ta không dùng bộ dây hai treo thì chúng ta không thể sử dụng cho cái dây khác cho cái chế độ gọi là HFO được cho nên bắt buộc người dân phải sử dụng cái bộ dây thứ ba là bộ dây mà chúng tôi thường sử dụng rất là nhiều đó là bộ dây silicon thì à, các anh chị biết bộ dây silicon này đó thì có một cái ưu thế rất là lớn đối với nó đó là nó có thể hấp ẩm và chúng ta có thể hấp đi hấp lại hấp đi hấp lại rất là nhiều lần. À, à, một cái một cái đời của một bộ dây này có thể kéo dài dài ba năm. Ha. À, thậm chí một số bệnh viện mà tôi đi đến tôi huấn luyện thì thấy là bộ dây này á hồi mình mới mua thì nó màu trắng phải không? Mình xài thời gian nó thành màu vàng ha, rồi mình xài thời gian nó thành màu nâu, Dạ yeah. à, không biết Nó <laughs> bao lâu thành màu đen. Thì à, nói chung là À, dân y tế thì phải nói là à, rất là tiết kiệm ha à, Đức cộng này thì à, lấy cái bộ dây khác ráp hai ba bộ dây lại với nhau để mà xài à, chứ cũng không có dám xài phí à, cho nên là bộ dây silicon thì à, thật sự ra nó thì nó sử dụng được rất là nhiều rất là lâu à, mặc dù giá nó cũng khá là đắt nhưng mà so với cái khoảng thời gian sử dụng thì mình tính ra nó cũng cũng cũng, cũng gọi là kinh tế tuy nhiên hầu hết các loại dây mà sử dụng lại đó thì chúng ta nhớ một điều là sau khi chúng ta sử dụng cho một bệnh nhân hay là sau khi chúng ta sẽ sử dụng đúng cái ngày mà để uh, quy định của thở máy chúng ta, ví dụ chúng ta quy định là 5 ngày chúng ta phải thay một lần thì sau khi sử dụng xong nó tháo bộ dây đó ra à, chúng ta ráp bộ dây mới vô để sử dụng tiếp đó thì cái bộ dây đó đó chúng ta phải đem vô chúng ta phải khử trùng bằng cách là chúng ta phải ngâm vào các dung dịch hóa chất để cho nó tiêu diệt những cái vi khuẩn, những cái mầm bệnh đó. xong chúng ta phải rửa, à, chúng ta phải kỳ cọ cho nó tan những cái đàm nhớt, những cái máu, à, dân dân dính trên bộ dây máy thở. xong rồi chúng ta lại phải sấy khô, sấy khô chúng ta phải đem vô cái lò hấp để chúng ta hấp lại à, đúng tiêu chuẩn là 121 độ C à, trong vòng 15 phút. thì sau đó chúng ta mới quay trở lại làm việc. thì cái quy trình như vậy đó, thì nó đòi hỏi bệnh viện phải trang bị rất là nhiều thứ. Ha. vừa phải có máy à, máy rửa ha rồi vừa phải cắt dung dịch để ngâm để cho nó sát trùng rồi phải có máy hấp và tốn cái công của cái người mà khử trùng rất là nhiều à, do đó thì cũng chưa chắc là nó có kinh tế đâu à, nó tóm lại thì bộ dây máy thở á, thì nó có ba loại là PVC, hai à, treo và silicon thì ở như đồng một từ tôi đó thì hồi trước tới giờ là à, xài à, dây silicon rất là nhiều à, những cái thời gian gần đây đó thì bắt đầu tụi tôi đã thay đổi là sẽ sử dụng cái gì BBC tăng số lượng sử dụng dây BBC luôn là tại vì chúng ta xử lý nó tương đối đơn giản là sau khi sử dụng xong chúng ta đi hủy thì nó tương đối đơn giản hơn là chúng ta phải tốn cái công để mà hấp dây sắt trùng lại à, nhìn chung thì chúng ta chọn bộ dây máy thở nó còn một yếu tố nữa chúng ta gọi là thể tích nén thì thể tích nén là gì à, các bạn để ý là khi chúng ta gặp một cái sợi dây một cái đoạn dây máy thở thế này thì khi mà chúng ta dùng một áp lực mà đẩy vào đó thì bộ dây nó sẽ nở ra nó sẽ giãn nở ra tôi lấy ví dụ như cái kiểu như giãn nở là có hai kiểu kiểu thứ nhất là nó 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 tăng chiều dài lên nha ví dụ như đây chúng ta thấy áp lực mà ở trong bộ dây nó tăng lên thì cái dây nó sẽ tăng chiều dài lên và thứ hai nó là tăng cái đường kính và cái tiết diện của cái bộ dây đó thì khi mà bộ dây nó tăng tiết diện tăng thể tích nó lên thì tôi lấy ví dụ nha bây giờ chúng ta sẽ cung cấp bệnh nhân là một cái thể tích khí thông là 500 ml sau khi cái máy thở nó nạp một cái thì bộ dây nó giãn nở ra cái thể tích mà giãn nở bộ dây được là 50 ml vậy thì chính xác là cái thể tích khí mà đưa vào trong phổi bệnh nhân á, chỉ còn là 450 ml thôi à tức là cái bộ dây nó giữ lại 50 ml đó à, thành thử ra chúng ta cần phải biết cái thể tích nén cái thể tích nén này á, thì uh, nôm na thì uh, tụi tôi gọi là thất thoát thầm lặng là tại sao tại vì khi mà máy thở bơm vào và yeah, máy thở bơm vào thì bộ dây nó lấy cái thể tích đó đi nhưng mà khi cái thì thở ra đó thì uh, cái bộ dây nó sẽ đàn hồi lại vị trí cũ thì nó sẽ trả cái thể tích đó lại. Như vậy thì cái flow sensor đo thể tích thích vào và cái flow sensor đo thể tích thở ra thì nó vẫn bằng nhau. Nó không có thấy mất nhưng mà cái thể tích mà đưa vào phổi bệnh nhân thì nó mất. Ngày các anh chị biết là có một lần tôi tôi đi hội trợ ở một bệnh viện người lớn đó thì cái bộ dây đó nó giãn nở tới 100 ml trong khi bác sĩ cài cái thai đông lương cho bệnh nhân đó chỉ có 50 ml thôi. Có nghĩa là sao? có nghĩa là cái bộ dây nó nở ra hết 100 bác sĩ cũng không có biết cái bộ dây đó là nó giãn nở như vậy thì bác sĩ cài nó 100 lít thì hậu quả là bệnh nhân bị giảm thông khí tức là bệnh nhân bị ứ CO2 rất là cao. Thì như vậy thì tụi tôi qua tụi tôi thấy cái bộ dây đó tụi tôi chỉ nó đơn giản thôi, bây giờ tháo bộ dây đó ra lấy bộ dây silicon gắn vô là hết, hậu quả thật như vậy. Không thay đổi thông số máy thở gì cả, chỉ cần thay đổi cái bộ dây là nó độ đàn hồi nó ít hơn chút à, thì cái thể tích cung cấp bệnh nhân được tăng lên ha. À, cái đó là nó gọi là bộ dây là là độ giãn nở của bộ dây ha thì nó sẽ sinh ra cái thể tích nén. Thì cái thể tích nén này nó phụ thuộc vào cái gì? Nó phụ thuộc vào cái cỡ dây. Cỡ dây, thí dụ dây nhỏ cái tiết diện của nó nhỏ ha, chiều dài nó ngắn thì cái thể tích nén nó ít. Chị ha. Rồi, nếu mà dây mà cỡ lớn, cái chiều dài nó nhiều thì thể tích nén nó tăng. Tôi lấy ví dụ bộ dây sơ sinh. Cái đường kính trong của cái dây này nè nó là 8 mm và mỗi đoạn của nó là 60 cm. Trong khi bộ dây của người lớn đường kính trong là 22 mm và mỗi đoạn chiều dài nó là 80 cm. Các anh chị thấy ha. Như vậy thì rõ ràng thể tích của nó khác nhau dựa vào cái cỡ dây. Thứ hai nữa là à, cái nồi làm ấm ẩm, cái nồi làm ấm ẩm á, cái nếu mà cái nồi càng lớn ha, thì nó sẽ có thể tích càng lớn và thể tích nén nó cũng tăng lên theo cái nồi luôn và cái quan trọng nhất là cái độ đàn hồi của bộ dây thì như hồi nãy có bàn đến á, cái dây silicon thì như thế này nè, với lại dây hai treo thì cái độ đàn hồi nó 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 rất là ít nha. À, còn dây PVC tức là cái dây bằng nhựa đó thì cái độ đàn hồi, cái độ giãn nở rất là nhiều. Như vậy thì nếu giả sử mà để bệnh nhân mất mát như vậy đó thì à, à, gọi là bệnh nhân bị thiệt hại đúng không ạ? À, thì chúng ta sẽ dùng cái cách nào để mà cho bệnh nhân bớt đỡ thiệt hại như vậy thì cái máy thở nó sẽ có một tính năng đó là à, bù thể tích nén tự động à, cái chữ mà bù thể tích nén tự động á, thì nó gọi là uh, automatic compressible volume compensation ha, compensation là bù trừ ha, uh, compressible volume tức là thể tích nén và automatic là tự động à, tự động nghĩa là sao khi chúng ta À, trước khi chúng ta sử dụng máy thở thì chúng ta lắp ráp bộ dây đó thì thường thường là chúng ta sẽ có một cái à, một cái à, gọi là test máy trước khi sử dụng à Thí à, dụ như à, à, Tùy theo cái hãng mà người ta gọi cái tên nó là cái gì à, chẳng hạn như một số hãng thì nó gọi là review check à, một số hãng này gọi là sọt sao test chẳng hạn Thí dụ vậy thì đó là cái chuyện mà chúng ta phải lắp ráp cái bộ dây đó vào trong máy thở rồi chúng ta sẽ làm cái quá trình test thì sau khi chúng ta làm quá trình test xong á thì các bạn để ý là nó sẽ ra một cái con số gọi là success compliance tức là cái độ giãn nở của bộ dây thì à, viết ký hiệu là à, C ha thì C nó bằng delta V chia delta P nói chung là nó sẽ ra một cái con số mà đơn vị của nó là ml cm nước có nghĩa là một áp lực là một cm nước á, thì cái bộ dây nở được bao nhiêu ml tôi lấy ví dụ thông thường thì tôi xài bộ dây sơ sinh sau khi chúng tôi ráp máy vô thì tôi bấm cái test đó, đó thì cuối cùng nó đo ra được là 1 ml 1 cm nước có nghĩa là đối với một cái áp lực là 1 cm nước đó thì bộ dây nở được 1 lít thì thông thường thí dụ chúng ta giúp thở bệnh nhân với áp lực là 15 cm nước đi vậy thì cái bộ dây giãn nở được 15 ml à cái đó là cái độ giãn nở của bộ dây thế nhưng mà cái máy của chúng ta đó vấn đề cái máy của chúng ta gì khi mà nó biết được cái bộ dây giãn nở được bao nhiêu đó thì nó sẽ bù trừ vô cái đó một cách tự động. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thí dụ như à, chúng ta có một bộ dây nha là cái độ giãn nở của nó là 20 ml/cm nước. Bạn ha, 20 ml/cm nước. Bây giờ các bạn cài cho bệnh nhân là lim của bệnh nhân tức là thể tích lưu thông bệnh nhân là 400 ml. Nha. Rồi, sau khi các bạn cắm bệnh nhân nối bệnh nhân vô máy thở thì khi máy thở nó vận hành đó thì nó sẽ đo được cái áp lực đỉnh từ là peak pressure hay là PIP là 25 cm nước chẳng hạn. Rồi, mình đo cái mình đặt cái mình cài đặt cái pip là 5 cm nước. Vậy thì cái áp lực delta P tức là áp lực à, cái này thì à, trong từ y khoa nó gọi là firing pressure ha, ring pressure thì nó sẽ là 25 trừ đi 5 tức là ra 20. Như vậy thì bộ dây giãn cái độ giãn nở bộ dây là 2 ml cho 1 cm nước mà cái delta P là 20. Vậy chúng ta lấy 2 như 20 như vậy thì thể tích nén bộ dây sẽ là 40 ml ha các bạn ha và cứ mỗi chu kỳ mà bệnh nhân thở như vậy á thì chúng ta đặt thyroliem là 400 ml thì máy thở sẽ bơm vào bệnh nhân khỏi đi qua khỏi cái van thích vào đó là 440 thì sau đó làm nở bộ dây ra 40 và cái thể tích mà nó cung cấp bệnh nhân là đủ 400 vậy thì bệnh nhân không bị thiệt gì hết thì những cái máy mà có tính năng đó đó thì chúng ta gọi là máy thở bù thể tính nén tự động nha à, thì máy thở bù tính nén tự động thì là những cái máy gì thật ra thì cho đến thời điểm hiện tại bây giờ các anh chị như mua những cái máy mà mới mới chút cái đời cỡ chừng 2010 trở đi đó thì hầu như nó đều có cái tính năng gọi là bù thể tính nén tự động hết ha à, 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 những cái máy thở mà cũ rồi lâu rồi à, lâu lắm rồi thì nó mới có cái chuyện là nó không biết bù chứ những cái máy mới thì là hầu như nó biết bù hết Tuy nhiên đó thì muốn cho nó biết bù Thì chúng ta phải làm cái chuyện thứ nhất là chúng ta phải test <laughs> Phải test máy Khi chúng ta test thì nó mới có cái số đó Để mà máy nó mới biết bù trừ vô Thì cái chuyện này thì cũng xin lỗi Có một số nơi đó người ta không có thói quen test máy trước khi sử dụng tức là gắn dây rồi chạy luôn rồi chứ không có test như vậy thì không 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 chắc là máy thở sẽ biết cái thể tích nén bao nhiêu đâu chị nhớ giùm tôi ha rồi Bây giờ như vậy thì uh, sau khi tôi nói các loại bộ dây như vậy đó thì khi mà chúng ta sử dụng bộ dây mà cho mùa dịch uh, COVID-19 gì thì chúng ta nên chọn dây gì thì uh, đây là một cái khuyến cáo thôi. Các anh chị uh, nếu các anh chị sử dụng dây máy thở mà bằng silicon hay bằng hai treo gì đó ví dụ vậy thì chúng ta sẽ có uh, gọi là dây uh, reusable mà tức là chúng ta sử dụng đi xuống lại nhiều lần thì bắt buộc chúng ta phải tháo bộ dây ra rồi chúng ta khử khuẩn để chúng ta tái sử dụng thì trong quá trình mà tháo bộ dây ra khử khuẩn thì rất nhiều khả năng là cái người nhân viên mà làm cái công việc mà gọi là 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 khử khuẩn cái bộ dây máy thở sau khi dùng đó đó người ta sẽ bị nhiễm nha, sẽ bị nhiễm à, thành thử ra đó. À, trong cái đoạn giai đoạn mà mùa dịch này thì tốt nhất là các anh chị nên sử dụng dây PVC nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều chúng ta không cần phải uh, sử dụng lại đó chúng ta hủy ngay sau khi sử dụng đó thì nó an toàn hơn rất nhiều cho người như tế ha à, tuy nhiên các anh chị cần phải cân nhắc là cái độ giãn nở tôi lấy ví dụ ha tôi lấy ví dụ uh, một bộ dây gỡ người lớn đi ha nếu các anh chị dùng dây silicon thì cái độ giãn nở của nó đó cái thể tính nén hồi nãy đó ha thì nó chừng khoảng 1,5, 1,8 gì đó, ml cm nước thôi. Nhưng mà nếu các anh chị sử dụng dây dây PVC thì có khi nó tới 3 ml cm nước. Nó rất là lớn cho nên thầy thích nén rất là nhiều. À, à, mà gặp cái máy mà nó không biết bù thì nén tự động đó. Thì có nhiều có nguy cơ là nhiều khi bệnh nhân bị mất cái thể tích gì đó mình không hiểu. Do cái bộ dây nó lấy của bệnh nhân. À, cho nên các anh chị nhớ cái đó, cái gì cân nhắc. À, như vậy thì cái chiến lược ở bệnh viện đồng 1 tụi tôi là tất cả những bệnh nhân mà thuộc cỡ trẻ em trở lên là, là tôi, tôi, sẽ xài dây BBC còn nhưng mà sơ sinh á đặc biệt sơ sinh à, là chúng tôi vẫn phải sử dụng dây uh, silicon bởi vì sơ sinh những cái bệnh lý phổi sơ sinh thông thường là bệnh lý con đi ăn phổi nó rất là giảm như vậy thì thậm chí cái con gian phổi nó còn thấp hơn cả cái con ăn bộ dây nữa các anh chị hiểu không? ví dụ con đi bộ dây silicon thì nó là một ml nước nhưng mà một số đứa bé mà bệnh màng trong á thì khi mình đo cái con gian phổi của bệnh nhân nó chỉ có còn năm ml xanh mét nước à như vậy thì giữa hai cái khoang là trong cái phổi bệnh nhân với lại cái bộ dây thì cái phổi bệnh nhân nó còn cứng hơn cả bộ dây đó cho nên khí nó sẽ ở cái chỗ nào mà giãn nở được tức là nó ở trong bộ dây và nó không cung cấp khí cho bệnh nhân cho nên là nếu các anh chị sử dụng cái bộ dây bbc đó thì nó đôi khi á là chúng ta cài đặt thể tích cài đặt áp lực cũng giống vậy nhưng bệnh nhân lại không nhận được cái thể tích gì cả là tại vì cái phổi bệnh nhân nó còn cứng hơn cả bộ dây nữa cho nên đối với sơ sinh mà nó đó thì tới bây giờ tôi, tôi vẫn giữ một cái à, chuyện là tôi, tôi vẫn xài dây silicon chứ à, hoặc là dây hai treo chứ tôi cũng không có xài dây à, máy thở mà bằng bbc rồi bây giờ chúng ta sẽ quay tới nói cái hệ thống làm ấm ẩm ha thì à, nói chung là một bệnh nhân thở máy thì hầu như luôn luôn phải làm ấm ẩm ẩm à, bởi vì sao? Bởi vì cái khí mà cung cấp cho bệnh nhân đó là cái khí mà nó sẽ là khí khô tức là nó không có hơi nước thậm chí như không khí của mình mà đi vào cái air compressor các anh chị biết ha thì trong air compressor nó sẽ có một hệ thống để tách tất cả những cái hơi nước ra rồi nó mới cung cấp cho máy thở để làm chi vậy để những cái bộ phận những thiết bị trong máy thở nó không có bị hư là do cái độ ẩm ha à, rồi oxy của mình cũng là oxy khô chứ không có không có độ ẩm trong đó nếu mà cái không khí từ uh, cái hỗn hợp khí mà từ e với oxy đó mà đưa vào phổi bệnh nhân thì nó sẽ làm tổn thương uh, cái đường thở và nhu mô phổi bệnh nhân nếu chúng ta không làm ẩm cho nên hầu như bắt buộc chúng ta phải làm ẩm ẩm như vậy thì có hai cái phương pháp mà làm ẩm mà uh, thông thường trên máy thở đó à, thì chúng ta gọi là làm ấm ẩm chủ động và làm ấm ẩm thụ động nha thì cái là làm ấm ẩm chủ động có nghĩa là chúng ta phải có một cái thiết bị gì đó chứ không phải đổ nước vô cái thiết bị đó nó sẽ được sưởi ấm lên rồi không khí đi qua thiết bị nó sẽ lấy cái độ ẩm sẽ lấy cái nhiệt độ đó làm thành ra một cái khí gọi là khí ấm và ẩm thì nó mới cung cấp cho bệnh nhân thì cái cái, cái 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 loại máy đó đó chúng ta gọi là humidifier tức là một cái hệ thống làm ẩm mà dùng nhiệt ha dịch ra tiếng việt là vậy thì chúng ta có rất là nhiều loại máy à, để làm ẩm ẩm ha còn một cái phương pháp mà là làm ẩm ẩm mà thụ động đó thì chúng ta thường gọi là à, hme hay là à, gọi là cái à, gọi là cái mũi nhân tạo ha cái mũi nhân tạo thì chút xíu tôi sẽ nói bây giờ đầu tiên tôi xin nói cái hệ thống mà bình làm ẩm thì hệ thống bình làm ẩm nó có hai cái loại chính thôi một cái loại là chúng ta gọi là điều khiển bằng tay là manual đó điều khiển bằng tay thì đây là một cái sơ đồ của hệ thống làm ấm mà điều khiển bằng tay thì các anh chị thấy là đây là cái bình gọi là bình làm ấm và ẩm ha hồi nãy tôi đang nói ở phía dưới này á, là cái nguồn để mà sưởi nóng lên còn ở trên này là một cái thiết bị à, nó chỉ là một cái bình chứa thôi để nó chứa nước trong đó và ở dưới này nó nung lên thì ở trên này đó cái nước trên này nó sẽ ấm và không khí đi á thì ở đây là cái nhánh thích vào anh chị ha nó sẽ đi từ máy thở đi vào là khí khô sau khi đi qua cái hệ thống mà sưởi ấm và ẩm này nè thì không khí nó bốc lên thì nó sẽ đủ cái nhiệt độ và độ ẩm và nó sẽ đi vào cái nhánh thích vào đi đến bệnh nhân thì trước khi đến bệnh nhân thường thường nó sẽ có một cái nhiệt kế cái này nó gọi là nhiệt kế rượu ha à, là chúng ta để chúng ta biết cái nhiệt độ là bao nhiêu rồi đây là đường thở ra bệnh nhân để đi về máy như vậy thì nó sẽ có hai cái bể nước tại sao nó cần có bể nước các anh chị là bởi vì khi chúng ta nung nóng ở đây một nhiệt độ cao lên đó thì hơi ẩm sẽ rất là nhiều và khi nó đi ra đây thì cái dòng khí đi ra trước khi đến bệnh nhân thì sẽ tiếp xúc cái không khí phòng tức là không khí của phòng ICU đó thì nó sẽ bị giảm nhiệt độ xuống và khi giảm nhiệt độ xuống thì anh chị thấy chắc chắn là có hơi nước ngưng tụ ở đây nó sẽ thành nước ha nước là sẽ phải động động nước ở đây nha thì cái này tôi gọi là bảy nước như vậy thì chúng ta sẽ có hai bảy nước bảy nước hít vào bảy nước thở ra và à, một điều á, là khi các anh chị để ý á, các anh chị dùng cái hệ thống bình làm ẩm này thì chắc chắn cái bảy nước trên đường hít vào nó phải có nước <laughs> nếu mà cái cái bảy nước trên đường hít vào nó không có nước tức là không đủ độ ẩm nha, nó phải có nước thì cái độ ẩm nó vô bệnh nhân nó mới đủ cho đó, đó thì có một nghịch lý là chúng ta phải châm nước, châm nước cắt vô đây vô cái bình này và chúng ta phải đổ bỏ cái nước ở bẫy nước ra à, là nó nó rất là tốn công cho điều dưỡng ha. Thì một cái điều mà chúng ta cần lưu ý đó, cái thứ nhất là chúng ta phải nhìn cái nhiệt kế này nè để chúng ta biết nó bao nhiêu độ cho chúng ta sẽ điều chỉnh cái nhiệt độ ở trên cái hệ thiết bị làm nóng đây. À, chúng ta điều chỉnh bằng tay cho nên cái này nó gọi là manual là vậy chúng ta phải làm bằng tay ha như vậy thì có khi là chúng ta quên chúng ta dặn nhiệt độ đầy cao quá thì bệnh nhân sẽ nhận được nhiệt độ rất là cao, ha nó sẽ làm bỏng đường hấp bệnh nhân, rồi có lúc chúng ta lại dặn nhiệt độ để thấp quá bệnh nhân sẽ nhận nhiệt độ thấp nó lạnh quá nó mất nhiệt nó làm khô đàm nhân dân đủ thứ chuyện hết và một cái điều nữa đó là chúng ta đổ cái nước cất này cái nước mà được ngưng tụ đây nè nếu chúng ta đổ thường xuyên thì nó không có sao mà lâu lâu chúng ta quên ta để nó đầy nó tràn có đôi khi cái nước này sẽ đi vào đường thở bệnh nhân thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà gây nhiễm trùng mà do cho bệnh nhân thở máy tức là người ta gọi là viêm phổi bệnh viện đó các anh chị à, thì uh, những cái hệ thống làm ấm ẩm này nè thì nó có cái nguy cơ là khi mà nước này nó đi vào đường thở sẽ gây viêm phổi bệnh viện do đó thì chúng ta còn một cái hệ thống khác cũng là hệ thống bình làm ấm ẩm bằng nhiệt nhưng mà hệ thống bình làm ấm ẩm tự động ở đây mình lưu ý á, là ngoài cái bình ở dưới này nó đốt nóng nó làm sưởi ấm ở đây thì nó còn một cái dây điện trở nó luồn vô trong đây và đi hết nhánh thích vào cái này người ta gọi là heat wire tức là một cái dây điện trở nhiệt và mục tiêu của cái dây điện trở nhiệt này nè là nó giữ nhiệt độ làm sao cho không bị hạ xuống trong quá trình đi như vậy thì à, thường thường như thế này là các anh chị là các hãng người ta setup up là cái nhiệt độ mà khí đi ra khỏi cái 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 bình này là 37 và cái cái dây nhiệt uh, nóng này nè thì nó làm sao cho đi đến cái chỗ chữ y mà sắp nối bệnh nhân thành 39. Như vậy thì nó cao hơn cái đó cho nên là hoàn toàn cái nhánh nó không có cái nước ngưng tụ trong đó. Và các anh chị thấy một điều uh, cũng khác biệt đó là ở trên nhánh hết vào của cái bộ dây mà 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 có cái điện trở luồng trong đó chúng ta không thấy có cái bẫy nước là tại vì ở đâu có nước đâu mà chúng ta cần làm mấy nước để làm gì ha. Như vậy thì cái này nó khô và như vậy thì ở đây nó có những cái sensor để nó đo nhiệt độ ở vừa ra khỏi bình và ở ngay cái đầu chữ Y và do đó chúng ta có thể set up nhiệt độ là bao nhiêu thí dụ chúng ta set up nhiệt độ lên là 37 độ chẳng hạn vậy thì nó sẽ giữ nhiệt độ mà cung cấp khí cho bệnh nhân là đúng 37 và nó rất là an toàn ha rồi chúng ta bây giờ chúng ta quay lại nói thêm một chút xíu về cái nồi à, chúng ta gọi là cái nồi nhưng mà thật ra cái tên nó là à, samber tức là nó đổ nước vô trong đó thì cái nước mà đổ vô đây đó các anh chị thì trong cái nồi này chúng ta phải đổ nước gì thường thường là các anh chị phải đổ nước cất nước cất vô khuẩn đó ha nước cất vô khuẩn à, để làm chi để cái nước đó nó không có thể lây nhiễm bệnh nhân nha chị nhớ là chỉ có một thứ duy nhất mà đổ vào đó được là nước cất vô khuẩn thôi thì nó cái thể tích nó khác nhau à, giữa trẻ em và người lớn người lớn thì thể tích nó nó nó, nó nhiều hơn à, trẻ em thì thể tích ít hơn à, cái này các anh chị cần phải chọn làm sao cho nó đúng bởi vì nếu các anh chị giúp thở cho em bé sơ sinh mà anh chị chọn cái nồi của người lớn thì cái thể tính nén rất là cao, vậy như vậy thì bất lợi cho em bé nha. À, như vậy mình phải chọn cái đúng cái cỡ cho 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 nó phù hợp với lại lứa tuổi. Tóm lại là hai cái loại bình làm ấm ẩm này thì các anh chị thấy cái bình làm ấm ẩm mà tự động nó rất là nhiều cái ưu điểm, nhiệt độ nó ít dao động nè ha. Không cần điều dưỡng theo dõi nhiệt độ để làm gì thì máy nó tự lo rồi ha không có ít, rất là ít cái nước để mà ngưng tụ à, à, tuy nhiên á, nó có một cái điểm mà à, khác biệt làm cho chúng ta rất là khó để mà à, có thể chọn lựa nó, đó là cái dây điện trở mà chúng ta luồn ở trong đó, nó rất là dễ bị đứt, à, và mỗi lần đứt chúng ta thay cũng cũng khá là nhiều tiền à, à, cho nên là thông thường hiện tại ở khoa tụi tôi đó thường thường chỉ sử dụng cái bình gọi là manual thôi à, chứ cũng cái bình mà tự động này, tụi tôi chỉ sử dụng cho cái lứa tuổi sơ sinh. À, tại sao tôi tôi lại sử dụng lửa sơ sinh? Tại vì những em bé nhỏ thì nó rất là nhạy cảm với chuyện đó. Nếu mà chúng ta không có nhiệt độ mà sưởi ấm đó, thì em bé rất là dễ bị hạ thân nhiệt. À, chúng ta đưa em bé để nằm trên một cái lồng ấp hoặc là một cái warmer mơ chúng ta phải sưởi ấm với khí thích vào cho bệnh nhân nữa thì bệnh nhân nó mới không, không bị mất nhiệt. À, do đó thì chúng ta để ý ha, cái ưu tiên. Mà dùng bình làm ẩm mà loại mà mà tự động đó thì vẫn dùng cho trẻ sơ sinh. Bây giờ chúng ta còn một cái thiết bị thứ hai nữa à, mà chúng ta để làm ẩm ẩm à, cho bệnh nhân thở máy nó gọi là HME. thì à, chúng tôi à, à, thông thường đó thì ở bệnh viện tôi đó thì chỉ sử dụng cho những trường hợp mà thở máy ngắn hạn thôi. thì các anh chị để ý dùm. các HME nó cũng có hai loại ha. cái mà mình gọi là HME đó thì thường thường nó có hai loại một cái loại á là chẳng hạn như đây các anh chị thấy đây là một cái hammer rất là tiêu tiêu chuẩn ha thì cái hammer này đó là để chúng ta sẽ à, gắn vô cái đầu nối chữ y tức là chuẩn bị nối vào nội khí quản á. ví dụ như ở đây là cái bộ dây máy thở ha chuẩn bị nối vào nội khí quản chúng ta sẽ gắn vào đây thì bên đây là phía bên đây là cái ống nội khí quản bệnh nhân nha vậy thì cái cục hammer này nó hoạt động như thế nào các anh chị xem à, cái khí mà thở ra tức là từ ống nội khí quản bệnh nhân thở ra đây thì nó sẽ mang theo nhiệt độ và nó sẽ mang theo cái độ ẩm cái hơi nước từ cơ thể bệnh nhân đi ra thì nó sẽ được giữ ở trong cái lớp giấy này giữ trong lớp giấy này à, rồi cái khí mà đi ra khỏi cái hammer này thì nó tương đối nó sẽ khô hơn đúng không nó giữ ở đây hết rồi thì cái khí lần nhịp thở hít vào cái tiếp đi vào đây thì cái cục hammer này nè nó sẽ trả cái 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 độ ẩm đó nó trả cái nhiệt độ đó trở lại cho bệnh nhân đương nhiên là à, cũng không được 100% đúng không ạ nó chỉ được một phần nào đó thôi ví dụ 50 70 phần trăm là, là là vui lắm rồi ha? chứ nó không được trăm phần trăm đâu cho nên là thật ra thì cục hát mơ này bản chất của nó là giữ nhiệt và giữ độ ẩm lại chứ nó không sinh ra được thêm nhiệt và cũng không sinh ra được thêm độ ẩm ngoại trừ cái chuyện là nếu các anh chị muốn cái độ ẩm đạt đạt được nhanh á thì cái cục HMA thường thường ở cái đầu nó có một cái chỗ để mình có thể bơm nước vô tức là mình châm nước nước cắt mình bơm đây để cho nó ướt ướt thì nó sẽ cung cấp cái độ độ ẩm nhanh hơn ha còn không thì mình khóa lại ha mình khóa lại rồi ở đây chúng ta có thể gắn vô đây ha thì cái cục này nè cái cục này á nó có hai chuyện thôi chuyện thứ nhất nha chuyện thứ nhất là cái cục này nè là nó cấu tạo bằng cái chất liệu gì, thì cái này thì các anh chị chắc cũng không cần phải quan tâm lắm. chuyện thứ hai là thể tích là bao nhiêu, thể tích bao nhiêu, tại sao thể tích là bao nhiêu nó quan trọng, các anh chị để ý ha. cái thiết bị mà nó gắn vô ở đây, nha, nó gắn vô đây, mà nó cung cấp cho bệnh nhân đó, thì nó trở thành một cái một cái nó gọi là khoảng chết cơ học, à, khoảng chết học. vậy thì khoảng chết cơ học tức là những cái gì mà gắn ở đằng phía sau cái nối y này nè, thì nó gọi là khoảng chết cơ học, thì như vậy thì giờ tôi giải thích khoảng chất cơ học chút xíu khi các anh chị sử dụng cái cục này nha giả sử cái thể tích cục này là 50 ml thí dụ vậy chúng ta cung cấp một thể tích khí cho bệnh nhân là 500 ml vậy thì khi thì hít vào đó thì máy nó sẽ đẩy cái 500 ml đi vào trong phổi bệnh nhân theo cái đường này à, khí thở ra bệnh nhân đi ngược trở lại ra thì khi khí bệnh nhân đi ra thì cái 50 ml cuối cùng nó sẽ nằm ở ở trong cái cục HM này. 50 ml cuối cùng này gọi là thể tích khí cặn, tức là nó có rất nhiều CO2 đây. Nhịp thở kế tiếp, máy thở đẩy khí vào thì cái 50 ml khí cặn này sẽ quay trở về bệnh nhân trước, đúng không ạ? À? À, và nó thay thế cái 50 ml khí cặn này bằng 50 ml khí tươi, tức là fresh air của cái nhịp thở sau. Rồi khi bệnh nhân thở ra thì cái fresh air này lại đi ra ngoài trước và nó được thay thế trở lại bằng 50 lít khí cặn như vậy, vậy thì bệnh nhân nó nó gọi là bị thở lại cái thể tích của cái cái cục h 2 này tức là thể tích của cái khoảng chết thì nếu giả sử á, mình có một cái vt tức là thể tích lưu thông là 500 lít mình có cái cục hai này 50 mươi lít thì nó không đáng kể tức là nó cứ bị thở lại 50 mươi lít nhưng mà nó không đáng kể khi mà các anh chị sử dụng một cục 50 mươi lít này mà các anh chị cài một cái bt chỉ có một trăm ml thôi các anh chị có hiểu ý tôi không ạ? cái VT nó thấp, thì khi đó cái cục này nè, à, nó chiếm hết 50% cái khí rồi, như vậy thì mỗi nhịp thở bệnh nhân chỉ nhận được có 50% khí tươi và 50% khí cũ, vậy thì bệnh nhân rất là dễ dàng bị ứ CO2. do đó, à, thì khi mà các anh chị xé một cái 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 HME này ra để mà anh chị sử dụng đó, thì ở trên cái nhãn hiệu của cái công ty người ta thường có thể ta viết là một là cái thể tích của cái cục này là bao nhiêu ml thì mình nhớ là nó không được quá 20 lít ký thí dụ bệnh nhân là 15 kg thì cái cục này mà nếu mà ở trên 30 ml là không sử dụng được tại sử dụng ta sẽ bị ứ CO2 ha đó là theo ml bạc ký hoặc là trong cái à, tờ hướng dẫn đây nó sẽ ghi là sử dụng cho bệnh nhân từ mấy ký tới mấy ký cái anh chị hiểu không à nếu mà bệnh nhân mình dưới ký đó là không sử dụng được ha, thì nó dễ bị ứ CO2 đó là thể chất khoảng chết nha vậy thì các anh chị biết á, là có bao nhiêu cái loại khoảng chết thí dụ giả sử tôi cầm trên tay đây là cái ống này nó gọi là ống nhúng à, ống nhúng à, nó gọi là catheter mau đó ống nhúng thì khi mà các anh chị cầm cái ống này thì sơ sơ nó cũng hết 15 ml 20 ml rồi các anh chị nói dùng một cục này thí dụ như vậy nó 50 nữa cộng lại hai cái này là 70 các anh chị các bạn là đây là khoảng chết gọi là cơ học đó, khoảng chết cơ học rồi, bây giờ chúng ta phân tích cái lợi điểm và khuyết điểm của HME. Khi mình sử dụng HME thì lợi điểm của nó gì? Nó rất là đơn giản. Các anh chị tưởng tượng khi các anh chị ráp một bộ dây máy thở mà anh chị ráp vô cái nồi làm ấm ấm rồi các anh chị phải luồn cái dây điện trở vô trong, rồi các anh chị gắn tất cả những cái sensor đo nhiệt độ lên bộ dây thì các anh chị sẽ rất là rối và đôi khi chỉ có cái chuyện mà ráp bộ dây máy thở thôi thì các anh chị đem cái máy thở các anh chị đem đi demo Người ta thấy ráp khó quá người ta nói thôi Không mua Chị hiểu ý không ạ Mà đồ hiện đại mà không ai mua Là lý do là ráp quá khó Trong khi mình ráp một dây máy thở rất là bình thường Mình gắn thêm cục hammer giờ xong Vậy thì cục hammer này rất là tiện Nhất là những bệnh nhân mà vô cấp cứu Ví dụ mình là cái chỗ khoa cấp cứu Mà rất là nhiều bệnh nhân chấn thương chẳng hạn Đụng xe cái rầm vô chấn thương cho não Đặt nội khí quản vô bóng À, bác sĩ kêu điều dưỡng ráp dùng cái máy thở em điều dưỡng nó ráp hoài ráp quỷ không xong ví dụ như vậy là là rất là khổ đúng không ạ thì tốt nhất là mình ráp dây cái gắn cục hai mơ cây sầu trong vòng khoảng 5 phút là xong à, thì người ta thích cái gì nó đơn giản à, và không tốn điện cũng không tốn nước thường thường mình cho bệnh nhân thở máy phải tốn một chai nước À, gọi là chai nước cắt đó thì à, bây giờ nó không tốn nước cắt đúng rồi, không ạ không cấm điện luôn ha và đặc biệt là khi các anh chị sử dụng cái hammer này nè nguyên cái bộ dây nó khô queo nó không có nước nôi gì hết cho nên chúng ta cũng không phải mở cái bẫy nước để mình đổ cái nước nương tụ ra nhưng sướng lắm ha thì có một số tác giả nói là cái cục hammer này nè nếu mà nó phối hợp thêm được với cái tính năng gọi là filter nữa đó thì nó làm giảm cái viêm phổi bệnh viện rất là nhiều ha ta nghĩ vậy thôi ha rồi nhưng nó cũng có khuyết điểm gọi là khuyết điểm của nó thì cũng có đó thứ nhất là nó tăng sức cản đường thở cái chị tưởng tượng cái cục này gắn với ống nội khí quản đây nha thì khi bệnh nhân hít thở nó phải hít qua cái cục này à thì có một số bệnh nhân á chẳng hạn như bệnh nhân mà đàm nhiều chẳng hạn như bệnh nhân COPD bệnh nhân ho một cái cái đàm nó lên đàm nó bám vô ở đây nó làm cho nó tắc nghẽn một phần của cái giấy thấm ở trong này nó làm cho tăng sức cản đường thở lên à, đôi khi bệnh nhân thở không nổi là tại vì cái cục này nó nó, nó bị tăng sức cản lên à, nhất là à, cái lượng nước nó nhiều nó làm ẩm ướt ở trong này thậm chí nó đóng nước ở trong này luôn thì khi đó các anh chị thấy là cái cục hammer này sẽ tạo thành sức cản thở rất là nhiều thứ hai là nó khoảng chết nãy tôi đã giải thích ha và thứ ba nếu các anh chị sử dụng cái này mà cho trẻ nhỏ đó thì nó cũng dễ bị mất nhiệt cho nên là thật sự mà nói trẻ sơ sinh thì tôi không bao giờ dùng cái cái cục hammer cả Hammer này có chống chỉ định không? Có nha chị ha. Nó có một số chống chỉ định như là thể tích phút quá cao, tức là bệnh nhân mà hít thở tự nhiên. Ví dụ giả sử mình cho một bệnh nhân thở pressure support mà cái thể tích thể tích phút bệnh nhân cao tới 10 lít phút chẳng hạn thì bệnh nhân sẽ tăng công thở rất là nhiều. Thứ hai là những bệnh nhân mà phổi nó có đàm đặc khó xuất tiết ra mà cái cục này thì bản thân nó không có làm ẩm và nó sẽ làm cho cái đàm bệnh nhân càng ngày càng đặc càng khó để mà ho tống ra. À, thứ ba đó là bệnh nhân có cái bệnh lý phổi mà bị rò rỉ Chứ hạn bệnh nhân bị tràn khí màng phổi nè mình rò phế quản màng phổi thì nó cái chỗ này nó đi qua không được nó khó khăn quá nó đi qua cái đường kia thì cho nên là bệnh nhân sẽ tăng cái mức độ tràn khí lên nha anh chị ha hoặc là trẻ nhỏ sơ sinh bệnh nhân mẹ thân nhiệt chúng ta không không sử dụng đặc biệt là cái cục này rất là nhiều khoa bị sai ở chỗ là phun khí dung khi tưởng tượng đây là cái cục mà mình sẽ gắn vô ống nội khí quản bệnh nhân ha còn cái phía dây máy thở thì mình sẽ mình sẽ phun khí dung <laughs> thì tất cả những hạt khí dung nó chạy tới đây nó bị cái ống bị cái cục này giữ lại hết nó không đi qua bên kia được chưa? cho nên là phun khí dung mà thấy bệnh nhân cứ 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 mình phun khí dung giảm khí quản mà thấy bệnh nhân cứ kho thác khí quản hoài cái chị hiểu không ạ cho nên là nó không có tác dụng như vậy thì khi mà cái chị phun khí dung mà cái chị đang làm ẩm bằng h2o HM, thì cái chị làm ơn tháo h2o HM ra cái chị để ngoài cái chị nói trực tiếp cái bộ dây máy thở vô ống nội khí quản là chị mới phun khí dung rồi sau khi phun khí dung xong các anh chị muốn dùng trở lại hammer thì các anh chị sử dụng ha à, nhưng mà trong lúc phun khí dung thì các anh chị sẽ không sử dụng hammer thì nó mới thuốc nó mới qua được nha thì đó là một số cái tính chất như vậy thì bây giờ trong mùa dịch chúng ta làm gì các anh chị để ý là trong mùa dịch chúng ta phải cân nhắc cái biện pháp làm ấm ẩm bây giờ nè nếu các anh chị sử dụng làm ấm ẩm bằng cái máy làm ấm ẩm chủ động thì ưu điểm của nó là đảm bảo đủ độ ẩm cho bệnh nhân rồi đó nhưng mà các anh chị để ý nè Cái bơ hồi nãy tức là cái chỗ mà cái bình Mà chúng ta đựng nước để mà làm ấm ẩm đó Thì nếu giả sử các anh chị lâu lâu các anh chị mở ra Các anh chị chăm nước thêm, lâu lâu anh chị mở ra chăm nước thêm Thì tất cả những con virus ở trong cái hệ thống thở bệnh nhân sẽ bay ra và chúng ta hưởng trọn đó, thì đó rất là nguy hiểm đúng không ạ? À, cho nên nếu các anh chị có lỡ sử dụng cái hệ thống làm ẩm ẩm thì các anh chị sẽ à, nối cái bình làm ẩm ẩm với một cái bộ dây và anh chị nhỏ giọt chậm liên tục thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với anh chị mở ra à, tuy nhiên các anh chị có làm bằng phương pháp làm ẩm đó, đó thì nó cũng còn một cái chỗ rất là dướng đó là cái nước ngưng tụ các anh chị đổ bằng cách nào các anh chị để ý là khi mà anh chị mở cái bẫy nước ra để anh chị đem cái bể nước đi đổ đó thì khi chị mở bể nước ra thì nó cũng sẽ tạo những cái hạt khí dung của con virus và các anh chị vẫn vẫn có thể bị hít phải những cái những cái chuyện đó cho nên nếu các anh chị làm ấm ẩm mà bằng cái máy làm ấm ẩm chủ động như thế thế này đó thì chị bị dướng hai chuyện chuyện là cái chị phải châm nước vô có hàng là chị phải đổ nước ra thì hai cái động tác đó thì đều là cái động tác nguy cơ có thể gây uh, hít phải những cái hạt khí dung mà có chứa virus trong đó là lây lan cho chúng ta như vậy thì chúng ta thật sự ra thì chúng ta nên làm ấm ẩm bằng cái HMO như vậy thì HMO này nó có hai loại hai anh chị ha một cái HMO đơn thuần và HMO ép luôn thật ra phân tích các anh chị vậy nhưng mà đa số trên thị trường bây giờ là HMO là có ép luôn mà nó cũng không khác tiền ví dụ các anh chị mua một HMO này không có tính chất lọc không có filter thì nó cũng nhiều tiền mà các anh chị mua có filter thì nó cũng nhiều tiền nó cũng không khác tiền như mấy cho nên là chúng ta đã có một cái cục lọc ở trong đây rồi và như vậy các anh chị sẽ được à, mấy chuyện sau đây thứ nhất là anh chị khỏi phải tiền nó khô mà các anh chị họ không cần phải tháo ra chầm nước các anh chị cũng cần phải tháo bể nước ra để đổ nước bớt đi là các anh chị sướng được một cái này không có lây nhiễm ha thứ hai đó là nó có thêm chức năng lọc khuẩn nữa ha lọc virus nữa cho nên chúng ta sẽ an toàn hơn à, cái kế tiếp tôi sẽ nói là cái hệ thống gọi là các cái filter. Thì nhìn chung á, một cái máy thở thì có một số cái mà sẽ nằm cái filter nó sẽ nằm ở ba chỗ. Chỗ thứ nhất là filter ở đường hít vào, filter ở nhánh hít vào. Cái filter nhánh hít vào này mục tiêu của filter nhánh hít vào này các anh chị là cái filter mà nó lọc những cái khí mà sắp sửa cung cấp cho bệnh nhân, nó gọi là khí hít vào đó thì nó cũng là một cái điều tốt thôi khi mà chúng ta tháo máy thở chúng ta đem cắt thì cái cái những cái hệ thống dây nhợ ống yết trong ở phía trong máy thở đó thì chúng ta đâu có biết là có bị nhiễm cái con gì hay là nấm hay là những cái thứ gì khác thì khi đó chúng ta sử dụng filter chúng ta lọc thì nó cũng rất là tốt à, chẳng hạn như trên máy thở đây chúng ta thấy có một cái filter đường hít vào đó ha rồi cái đó là filter hít vào thì chúng ta hít vào là bảo vệ bệnh nhân nha rồi cái cục HM chúng ta nói ở ngay ngã ba cái chỗ mà chữ y này và ống nội khí quản bệnh nhân thì cục này vẫn có thể là một cái tính năng. Nó gọi là à, tính năng à, filter được, tức là ngoài tính năng khái mơ thì nó còn tính năng filter vẫn được nha. Và cái cái đó thì thực sự ra thì nó cũng không có quan trọng nhiều. À, trong cái mùa dịch cái này mới quan trọng là cái filter thở ra. Các anh chị để ý cái filter thở ra này là sao? Các anh chị nhớ là cái khí thở ra bệnh nhân đó thì nó đi từ bệnh nhân đi ra và nó đi vô trước khi vô máy thì chúng ta sẽ gắn cái filter đó và filter đó đó nó có tác dụng gì nó ngăn cản những con vi khuẩn nha hay là những con virus từ bệnh nhân mà thải ra môi trường khoa ICU của chúng ta do đó có chúng ta ở trong đó có những bệnh nhân khác trong đó nha thì chúng ta dùng cái filter đó thì 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 nó sẽ cản trở bớt được rất là nhiều chuyện như vậy thì cái filter đó có hai cái loại một loại là filter thường thôi và một loại nó gọi là hepa filter chút xíu tôi sẽ nói ha tóm lại á thì chúng ta sẽ có những cái filter Mình đứng à. à chúng ta có cái filter hít vào filter thở ra ha ở đây thì các anh chị nhớ là nếu mà cái filter mà gọi là uh, disposable đó thì là xài xong chúng ta sẽ bỏ nhưng mà có một số loại filter mà chúng ta có thể dùng lại được à, chúng ta chính là sau khi sử dụng bệnh nhân xong chúng ta có thể hấp lại được đó thì chúng ta sẽ có thể hấp được tuy nhiên trong mùa dịch thì cũng khuyên các anh chị là nên xài cái loại filter mà 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 là bỏ luôn thì cái filter mà cho đến bây giờ chúng ta gọi là filter tiêu chuẩn nhất đó là nó gọi là hepa filter nha anh chị ha thì hay ba filter tức là cái loại filter mà nó hiệu quả cao để lấy những cái phần tử ở trong khí à, cái viết tắt của chữ HEPA là vậy thì bây giờ mình xem nha mình xem à, các cái con siêu vi mà chúng ta hoặc là vi trùng đó, mà chúng ta hay 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 hay, hay đề cập đến hàng con cúm nè ha thì cái à, kích cỡ của nó khoảng 0,08 đến 0,12 micron à, là micromet á. À, HIV khoảng 0,08 thì lao khoảng 1 vi trùng thì nó to hơn à, còn cái 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 nhóm mà gọi là corona virus này nè thì nó tầm ở khoảng 0,06 đến 0,2 à, cái tiêu chuẩn của một cái HEPA filter đó thì nó sẽ lấy được 99,95% các cái hạt 0,3 micromet à, cái hạt 0,3 tại sao người ta lại lấy cái chuẩn là 0,3 micromet đó là cái hạt mà nó xâm nhập tốt nhất có nghĩa là sao tức là nó đi qua những cái màng lọc á đi đi mạnh nhất nghe thì có vẻ như là cũng hơi lạ lạ là tất cả những cái con hay là những cái hạt gì đó hay những con siêu vi những con vi trùng á mà lớn hơn không phải không ba đó thì đi qua cái cái filter này sẽ bị lọc lại là do cái mạng lưới cái vật liệu cấu tạo bởi filter nó to hơn cái lỗ của cái filter cho nên nó bị dướng lại nhưng mà những cái con mà rất là nhỏ so với 0,3 micromet thì nó cũng không đi qua tốt. Lý do là nó quá nhỏ cho nên là khi nó lạc vào cái 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 lưới của filter đó thì nó hết da tới cái cổng này thì nó lại đụng tới cộng kia và một hồi nó hết cái gọi là cái động năng và nó nằm ở đó luôn như vậy thì cái thằng mà 0,03 cái thằng mà 0,3 thì là thằng nó xuyên thấu tốt nhất như vậy thì thật ra thì hai ba filter này nó cản được rất là rất là nhiều ha à, đó là tiêu chuẩn của của CDC luôn đó vậy thì chúng ta sẽ có hai loại hai ba filter nha ha à, cái loại mà thông thường mà chúng ta sử dụng cho cái à, gọi là tích hợp trong HME đó chẳng như cái mà tôi cầm đây các bạn thấy ha đó là hai ba filter tức là À, trong đây nó có những cái lớp giấy nó xếp 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 thành hình uh, uh, rất là nhiều cái uh, cái 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 lớp ha và nó cũng là HMO luôn. Và do đó khi mà uh, khí đi vào bệnh nhân này đi ra thì tất cả những con mà uh, virus nó đều nằm đây và nó không có thải ra môi trường bên ngoài. Vì vậy thì cái này nó sẽ nằm ở ở tại cái đầu nội khí quản của bệnh nhân. Các anh chị có hiểu không ạ? Rồi còn cái loại thứ hai là cái loại hepa filter mà lọc khí đường thở ra thì đây là cái, cái 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 cục hình vuông thế này nè thì nó sẽ lọc cái khí mà từ bệnh nhân đi về cái nhánh thở ra trước khi thì vô trở lại máy thở thì nó sẽ mình sẽ gắn cái cục đó nó gọi là hepa filter để lọc khí thở ra thì cái 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 cục này nè nó sẽ to hơn à, thể tích nó lớn hơn và cái cái khả năng lọc của nó thì sẽ cao hơn rất là nhiều ha các anh chị ha như vậy thì à, nói nói chung á là À, trong mùa dịch thì các anh chị phải ráng đi kiếm nha ráng đi kiếm trên thị trường cái loại gì đó mà nó gọi là hepa filter để chúng ta sử dụng ở quan trọng nhất là cái đường mà thở ra tức là cái đường từ bệnh nhân đi về máy thở đó chúng ta phải gắn cục filter ở cái, cái đầu đó rồi bây giờ còn một cái thiết bị nữa mà chúng ta cũng phải quan tâm đó là thiết bị hút đàm thì à, các anh chị nhìn vô cái hình này các anh chị thấy mấy khiếp đảm ha tức là khi một bệnh nhân thở máy mà chúng ta mở cái ống nội khí quản với lại cái bộ dây máy thở ra thì xung quanh bệnh nhân đó khoảng cách từ 1 đến 2 mét nó sẽ đầy tất cả những cái giọt bắn từ cái hệ thống dây máy thở hoặc là từ nội khí quản bệnh nhân và xung quanh khoảng cách là 1 đến 2 mét thì nó nhiễm rất là nhiều cái con vi, vi khuẩn đó. Cái này là mình mình đang nói là vi khuẩn nha. Còn nếu nó là siêu vi nữa thì có thể nói là khả năng lây nó rất 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 là nhiều và cái người nhân y tế rất rất là nguy hiểm do đó chúng ta phải sử dụng cái bộ hút đàm mà tôi gọi là bộ hút đàm kính thì đây là cái một cái bộ hút đàm kính đó là chúng ta uh, nói sẵn vô trong cái chỗ chữ y này luôn và khi mà chúng ta cần hút đàm ta đưa cái ống vô trong lòng ống nội khí quản ta hút rồi sau đó chúng ta không hút ta kéo ra và chúng ta có thể hút mà không cần phải mở tức là không có đít công tức là không phải mở cái ống nội khí quản ra khỏi cái bộ dây máy thở thì khả năng phát tán vi khuẩn rất là ít do đó thì đây là một trong những cái tiêu chuẩn mà phải nói là hầu như là bắt buộc trong cái những cái trận dịch cúm giống như vậy rồi vậy tóm lại chúng ta cần phải có bao nhiêu yêu cầu nha yêu cầu thứ nhất là chúng ta phải sử dụng bộ dây máy thở dùng một lần ha, à, chúng ta không sử dụng cái loại dây máy thở mà hấp đi hấp lại là tại vì chúng ta muốn là cái người nhân viên y tế đó đó mà à, làm cái công việc mà khử trùng dây máy thở đó là không có bị lây nhiễm cho nên chúng ta xài một lần thì chúng ta tháo ra, ta bỏ luôn nha. À. Thứ hai nữa là những cái bệnh nhân ngày thường đó chúng ta dùng cái à, bình làm ấm ẩm đó à, mà dùng nhiệt đó thì thôi. Bây giờ chúng ta dùng HCM đi cho nó chắc ăn do vì nó khô, chúng ta không phải châm nước vô, chúng ta không phải tháo nước ra, thì hai cái động tác đó nó làm à, phát tán những cái uh, aerosol của con virus nó rất là nguy hiểm và rất là quan trọng là chúng ta phải làm sao gắn được một cái HEPA filter ở đường thở ra, ha, để ngăn cản cái con siêu vi đó, con virus đó nó không có thoát khỏi máy thở đi vào cái không khí của khoai thi vô được chúng ta, để mà chúng ta uh, tránh hít phải những cái đó của bệnh nhân, nha và cái hệ thống hút đàm ta phải là đóng hút đàm kính và chúng ta hạn chế hạn chế hạn chế đến mức tối thiểu là trong quá trình bệnh nhân thở máy mà chúng ta tháo bất cứ một cái gì trong bộ dây máy thở đó ra các anh chị để ý là thậm chí à, nếu mà giả sử chúng ta phải làm ví dụ nha ví dụ như trong à, bệnh nhân thở máy thì chúng ta tháo ra cho chầm nước đúng không ạ chúng ta tháo bể nước là đi đổ nước rồi chúng ta tháo bệnh nhân ra để người ta hút đàm thì ba cái nãy giờ tôi nói là các anh chị là cũng hạn chế đó à, hoặc là tháo ra để bóp bóng thí dụ bệnh nhân nó cái uh, tim nó rời rạc nó, nó gần như nó ngưng đập chúng ta tháo ra bóp bóng rồi so tim vậy ra hàng tràng thì những tất cả những chuyện đó thì bây giờ chúng ta phải để nguyên trong đó tức là chúng ta không tháo ra bóp bóng mà chúng ta dùng cái nút nó gọi là manual uh, inspiration chúng ta bấm vô đó để cho máy thì nó bóp và chúng ta không, cũng không tháo ra khỏi máy thở luôn để chúng ta giữ cái không khí nó không có bị những cái hạt là của aerosol nó nó thể là lây nhiễm ra. Rồi nhưng mà cũng có một số cái tình huống mà chúng ta vẫn phải tháo ra. Ví dụ chúng ta chuyển bệnh nhân từ cái giường lên băng ca để chúng ta đẩy đi, thì các anh chị phải tháo bệnh nhân khỏi máy thở đúng không ạ? Thì người ta khuyên là cái động tác mà tháo bệnh nhân khỏi máy thở đó, thì cái chuyện đầu tiên là anh chị phải lấy một cái pen tức là cái kèm cái kẹp đó các anh chị kẹp vô là cái quản trước rồi anh chị mới tháo bệnh nhân ra khỏi cái bộ dây máy thở các anh chị quăng bệnh nhân lên trên cái băng ca rồi các anh chị gắn cái dây máy thở vô ống nội khí quản nhân các anh chị mới mở cái pen ra thì tất cả những động tác đó trong vòng khoảng 15 giây hay là 20 giây đó thì nó 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 nó, cũng không đến nỗi là bệnh nhân bị giảm độ bao oxy mà nó lại an toàn nó không có phóng thích ra những cái hạt aerosol vậy các anh chị nhớ khi mà bắt buộc phải tháo bệnh nhân khỏi máy thở thì cái chuyện đầu tiên là phải kẹp cái ống nội khí quản bệnh nhân trước đúng không ạ thì sau đó mới tháo ra nên chị nhớ cái động tác đó ha còn cái bộ dây máy thở thì có thể nói là gì mỗi lần mình thay bộ dây máy thở thì mình phải tháo bệnh nhân ra khỏi cái máy thở đó rồi chúng ta tháo bộ dây ra chúng ta đem đi hấp à, xin lỗi chúng ta đem đi hủy lúc đó chúng ta phải bóp bóng bệnh nhân bằng cái bóng thì nó rất là nguy hiểm nha cho nên là xài càng lâu càng tốt ha thì ở đây tôi nói là xài một dây là 7 ngày hoặc khi dơ đó, à, nhưng mà thí dụ như xài được thì cái việc xài tiếp tục, đó thì đây là à, một số cái yêu cầu, ha à, à, những cái đề xuất gì đó, thì à, trong từng cái bệnh viện mà các anh chị mà có khả năng đó, thì anh chị làm được tới đâu thì hay tới đó, nhưng mà đây là những cái yêu cầu mà gần như giống như là à, gọi là tiêu chuẩn bắt buộc đối với một cái máy thở cho một bệnh nhân mà à, bị nhiễm cái covid 19 À, bài của tôi đến đây là hết à, xin cảm ơn các à, bạn đã lắng nghe rồi thôi bây giờ thì à, đã cũng đã hơn một giờ đồng hồ các bạn cũng đã nghe rồi thì à, cũng giống như những chương trình trước nếu các bạn mà có những cái điều mà thắc mắc ha, thì các bạn sẽ gửi cái câu hỏi mình à, dưới cái phần comment của cái cái, cái đoạn video clip này và chúng tôi sẽ có ban biên tập để chúng tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn à, cảm ơn các bạn ha